Rồi, xin chào các bạn. Thì hiện tại bây giờ là hơn 1:30 sáng và mình vừa phải thức làm video review cho các bạn xem. Cho nên là các bạn biết là cái nghề review nó cực kỳ nặng rồi ha. Rồi thì quay trở lại vấn đề chính. Thì các bạn biết là nếu mà nói về dòng chuột chơi game của Asus, dòng ROG thì mình có thể kể đến như là dòng Sika nè, dòng KDS sẽ có hai phiên bản là 1 và 2. Rồi chúng ta có dòng Sparta và dòng mới đây nhất là dòng tên là Bugio. Trong đó cái dòng Sparta là cái dòng chuột xịn nhất và là mắc nhất của Asus. Tuy nhiên thì trong video này mình sẽ không có trên tay chuột Sparta mà mình sẽ trên tay con chuột khác, đó là dòng Bugio. Đây, trên tay mình là con chuột Bugio. Thì con chuột này hiện tại là Asus chưa có bán ở Việt Nam cũng như là chưa có giá bán chính thức. Và Asus cho mình mượn để mà trên tay cho bạn xem coi là con chuột này nó sẽ như thế nào. Thì cá nhân mình dự đoán con chuột này nó sẽ có mức giá bán là dưới 2 triệu. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đập hộp ra cho bạn xem coi là bên trong nó sẽ như thế nào ha. Và đây là cái hộp đựng của con chuột ROG Bugio, thì vẫn tương tự như là trên cái dòng Strix Impact hay là cái dòng Gaidus 2 mình đã từng làm review cho bạn xem á. Thì cái hộp đựng của nó cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta có hình sản phẩm phía trước nè, tên của sản phẩm cũng như là một số những cái đặc trưng. Chẳng hạn là con chuột này đã được trang bị cái công nghệ là Aurasyn, đồng nghĩa với việc là chuột sẽ có đèn hệ thống RGB 16.8 kỳ màu. Rồi, và bên cạnh thông sẽ là một số những cái thông tin nổi bật khác ha. Mặt sau thì cũng tương tự đó. Thì bây giờ mình sẽ mở ra thì cái tấm hộp như thế này đó, các bạn việc mở ra thì là sẽ thấy được cái nội dung bên trong và con chuột chuột thì mình lấy ra rồi. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem về cái phụ kiện trước, sau đó mình sẽ nói về con chuột sau ha. Đó, nhân vật chính thì luôn luôn sẽ để sau cùng. Rồi thì sau khi bạn bạn mua con chuột này về, đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái túi đựng như thế này ha, đó, để mà đựng cho con chuột là game thủ mà muốn mang theo. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái hộp bé bé xinh xinh ở đây. Thì cái hộp này là nếu bạn nhìn nó tương tự như là những cái bộ trong Iron Man, nó nhìn rất là ngầu. Hộp này là bằng nhựa, thì khi mà mở ra thì là chúng sẽ có là hai cái switch on ROM để mà các bạn có thể thay thế sau khi mà con chuột bạn mà có xài trong thời gian dài á, nó bị lờn. Và chúng ta có thêm hai cái miếng bấm nút để mà thay thế, thì lát hồi mình sẽ giải thích cho bạn xem là hai cái miếng này là nó có tác dụng gì. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có một số sách hướng dẫn sử dụng ở đây và một cái sticker logo của ROG. Rồi hết rồi, không có gì hết ha. Thì đó là toàn bộ về phụ kiện. Bây giờ mình sẽ quay lại về nhân vật chúng ta ngày hôm nay. Đây, đây chính là con chuột ROG Bugio. Có thể nói là Asus rất là có nhiều trí tưởng tượng phong phú để mà đặt tên cho những dòng chuột chơi game của mình ha. Chẳng hạn là cái dòng chuột Sika thì là lấy cảm hứng từ một thanh gươm ngắn nè, lưỡi cong được sử dụng từ thời La Mã cổ đại. Còn với dòng chuột Radius á, thì được đặt tên theo một cái thanh kiếm của người Scotland. Cuối cùng là chuột Sparta thì với ý tưởng một thanh kiếm lực đường tương lai. Thì với cái phiên bản Bugio mới này á, thì tên của sản phẩm á, được lấy cảm hứng từ một cái thanh đoản đao thời La Mã. Mặc dù mình đã khó áp dụng cái chiêu thức gọi là Google thần chưởng, nhưng mà mình vẫn không biết được là cái thanh đoản đao đó ra như thế nào, cho nên là mình cũng bó tay. Thì bạn nào mà có cao siêu hơn mình á, thì bạn có thể tra Google. Rồi, về thiết kế tổng thể thì chiếc Bugio mới này á, nó có kích thước nhỏ gọn tương tự như là trên cái phiên bản Sika hay là phiên bản mà Strix Impact mình đã từng review cho bạn xem á, thì các bạn có thể xem lại trên cái kênh mình ha. Cho nên là nó sẽ phù hợp với những người mà có bàn tay nhỏ nhắn nè, hoặc là những bạn nữ game thủ á, họ rất dễ thương. Trong khi với những người mà có bàn tay to như mình đi đó, cầm con chuột này thì mình thấy là nó khá là nhỏ. Bù lại thì cái phông cầm con chuột có rất thoải mái, nhờ vào hai cạnh nó được vát lõm vào bên trong, cũng như là phía trên nó sẽ có một cái lớp cao su và có những cái họa tiết maya cổ đây các bạn ha. Đó, như thế này. Cho nên là nó không chỉ vừa trang trí mà vừa giúp cho các bạn cầm có thể gọi là bám tay hơn rất là nhiều. Và đây là cái phần bên trái là chúng ta thấy là có hai cái nút bấm chức năng ở đây ha, trong khi bên cạnh phải thì cũng tương tự thôi đó, thiết kế đối xứng như thế này. Ok, và vì đây là con chuột được thiết kế theo dạng là đối xứng, tức là những người tay trái lẫn tay phải đều có thể sử dụng được cái con chuột này, cho nên là rất là tiện lợi. Rồi, phía trên là chúng ta có một cái phần con lăn ha, đó, con lăn cũng lăn rất là thoải mái và cũng được bọc cao su có cái hình họa tiết maya luôn, nó rất là đẹp. Bên dưới là sẽ có một cái nút bấm để mà bạn có thể điều chỉnh được cái mức DPI và sẽ có đèn nền bên dưới để mà biết cho bạn là bạn đang ở mức DPI nào. Rồi, ok, là chúng ta có hai phím chuột trái phải đây ha, được làm cái khoảng nó ngắn lại, bấm cũng rất là dễ, nó rất thoải mái. Rồi, chúng ta thấy là cái phần thân á, thì được làm bằng một cái logo L dưới đây, và toàn bộ chất liệu này bằng nhựa các bạn ha, và được làm sừng với tông màu xám rất là đẹp. Đây là chính là một cái dải nhựa, nó đây là cái nơi để mà phát ra đèn RGB. Chúng ta có một cái nơi là đèn RGB là 1 này ha, logo là 2 và cái bánh xe lăn là 3. Như vậy là con chuột này sẽ có ba, tất cả là ba vị trí phát đèn RGB. Rồi, bây giờ mình sẽ nói riêng về cái phần chức năng này. Thì các bạn cũng biết là con Bugio mới này á, nó sẽ có là hai phím chức năng cho bên trái và hai phím chức năng cho bên phải. Thì với cá nhân mình á, mình xài một thời gian mình thấy là cái ngón cái của mình á, cũng như là cái ngón mà áp út á,
lọt ảnh mời có ngón nhẫn các bạn đã ngón mình thấy rất là hoang mang không, ngón đeo nhẫn này nè mình cầm thì nó rất là dễ bị đụng vào những cái nút bấm chức năng này, tại vì tay mình to cho nên là Asus nhận biết được điều đó cho nên là đã trang bị cho cái phần mà thay thế đó. Thì nếu mà bạn nào mà không thích xài những cái phím này á, các bạn có thể tháo ra như thế này rất là dễ dàng thôi, nhờ vào cái thiết kế gọi là 500, cho nên là các bạn chỉ việc tháo nhẹ nhàng ra như thế này ha, sau đó các bạn lấy một cái miếng như thế này các bạn gắn vào đây, mình sẽ minh họa cho bạn xem chi tiết. Nói chung là Asus đã làm cái phiên bản này rất là hay đó. Như vậy là bạn có thể sử dụng chuột mà không sợ bị bấm vào hai cái nút này, cũng như là những ai mà không xài á, rất là tiện lợi luôn. Đấy, rất là hay. Và đây là phần cảnh trước của chuột bạn ha. Đó, thì chuột này sẽ không có thiết kế theo dạng là dây rời mà sẽ gắn chết vào con chuột thế này. Đây là cảnh trước của nó. Và đây là phần dây cáp. Thì sợi dây cáp này cũng được Asus thiết kế theo dạng là bọc dù chống rối chống đứt, cũng như là cái đầu USB á thì được mạ vàng để mà tăng cái chất lượng kết nối. Đó, được làm rất là chắc chắn bạn ha. Rồi, tiếp theo là về mặt dưới. Thì mặt dưới là Asus đã trang trí bằng những cái đường thẳng như thế này ha. Nó như trong bộ phim khoa học viễn tưởng nhìn cũng có đẹp. Chúng ta có ba cái vị trí phía chuột ở đây. Đó, hai ở đây ha và cái này nữa. Tuy nhiên thì mình thấy là cái phía chuột này nó sẽ khá là dễ bị mòn sau một thời gian sử dụng. Cũng như là chúng ta có là bốn cái cao su ở đây, tức là đây là bốn cái vị trí dốc để mà các bạn thể lấy cái miếng cao su này ra. Các bạn tháo bốn vị trí dốc bên dưới để mà các bạn thể thay thế được cái switch mà Asus tặng kèm. Rồi chúng ta có một cái cảm biến đọc ở đây ha, đó được làm hình tam giác cũng rất là ngầu. Rồi chúng ta có logo Bugio ở đây và cùng cái dòng chữ là Public Gamer ở đây. Đó, rất là ngầu luôn. Về mức đọc thì con chuột Bugio này nó có mức DPI cao nhất là 7200 và thấp nhất là 100. Như vậy là nếu mà so với lại cái dòng chuột mà Gradius cũng như là Gradius 2 thì nó sẽ nằm giữa giữa. Đó, cho nên là đây là lý do mà tại sao mình nói là mình dự đoán con chuột này là giá của nó sẽ là khoảng là dưới 2 triệu. Bởi vì cái con Galaxy S2 á, thì giá của nó cũng đã gần 2 triệu rồi. Mà con này thì lại có cái mức DPI thấp hơn đó, cho nên là mình sẽ nghĩ là nó sẽ là dưới 2 triệu. Rồi ok ha. Tiếp theo đó là về trọng lượng. Thì với cái trọng lượng chỉ khoảng là 103g, tức là nó nhẹ hơn so với phiên bản mà Sika là 117g và Swift Impact là 112g. Mặc dù nếu mà đặt cạnh nhau thì chiếc Bugio nó trong bề thế hơn. Thì ở đây mình đang có một con Sika nè, một cái dòng chuột mà bạn nào mà mua laptop Asus thì bạn biết là luôn luôn được tặng kèm. Đó. Thì bạn thấy là hai con này nhìn có vẻ như là na ná nhau, nó chỉ khác về cái phần lõm đây thôi nè. Đó, còn hai phần này thì nó cũng nói chung nhìn cũng khá là xem nhau về kích thước, về hình dáng. Đó. Các bạn ha, nên là rất là nhỏ gọn. Rồi, thì đó là về phần so sánh về bên ngoài giữa con Bugio và một số những dòng chuột cơ bản khác. Rồi như vậy là mình đã tháo bốn cái nắp cao su ra cho bạn xem coi là như thế nào ha. Đó, chúng ta có là bốn cái vị trí ốc. Các bạn chỉ việc là dùng một cái đồ bằng vít như này ha, mua ngoài chợ Kim Biên có 40.000 thôi. Đó các bạn về dặn ra. Đó các bạn lấy như thế này. Và bây giờ mình sẽ tháo ra cho bạn xem coi là cái phần thân con chuột nó như thế nào. Đây tháo ra cũng bởi vì con chuột này là chuột mới các bạn ha. Full box luôn cho nên là mình nó tháo lần đầu. Xem phẫu thuật con chuột này nó ra sao. Chà, không biết như thế nào đây, căng quá. Thì sau hồi vật vả mình cũng đã tháo ra thành công rồi ha, bởi vì đây là hàng mới, nói cho nên là các bạn cần phải mạnh tay, các bạn việc đẩy nhẹ xíu thôi, không sao hết. Rồi, đây là bên trong của con chuột nè, chúng ta thấy là sẽ có một cái dây điện ở đây để mà các bạn có thể, đây là cái nơi để mà bạn điều chỉnh mức VI á, các bạn sẽ việc giật ra, sau đó là các bạn sẽ thay hai cái switch ở đây ha, đây mình sẽ zoom cận cảnh cho bạn xem nè, đó, đây, đây là hai cái switch nè, đấy chết một con ốc rồi. Rớt rồi. Đây, mình sẽ focus lại cho bạn xem ha. Đấy, đây là hai cái switch nè. Đó, switch màu xanh. Rồi ha, đây là bánh lăn nè. Và con lăn chứ lộn, bánh lăn nghe bánh quá. Rồi, giờ đây là cái dây điện để mà điều chỉnh mức DPI đây. Đó, các bạn đã xem một chương trình là Emmy khoa học. Đó, đây là nội tạng bên trong con chuột LG Bugio mới. Hey. Nếu mà các bạn mà có search YouTube và từ khóa là trên tay LG Bugio Việt Nam thì mình nghĩ là mình hàng đầu tiên. Mình nghĩ là vậy. Cũng như là mình là thằng đầu tiên khui chuột này ra cho bạn xem á. Rồi, thì đó là về nội tạng bạn ha. Sau đó các bạn chỉ việc tháo cái switch on-off ra, rồi các bạn chỉ việc đóng lại như thế này. À, đóng lại rất là nhẹ nhàng thôi là bạn có thể hoàn thành hoàn tất. Bây giờ mình sẽ kết nối con chuột này vào cái laptop của mình ha. Để cho bạn xem về cái đèn ICP nó như thế nào. Đấy, đây là lên đèn. Lên đèn là mình cũng lên đồ. Ok. Như vậy là mình thấy rõ ràng là cái con Bugio này á
nó bật không chỉ là thiết kế bên ngoài mà nó còn nó bật nhờ vào cái hệ thống đèn RGB. Tuy nhiên thì ASUS đã thiết kế cái dãy đèn RGB nó rất là đẹp, rất là cách điệu. Các bạn thấy không? Nó sẽ có đường đường gấp khúc như này ha, đường góc cạnh. Và nếu mà nhìn trực diện thế này á thì vẫn có thể là nhìn nó như là một cái mắt của một con robot. Nó rất là ngầu luôn. Chạy đèn như này ha. Và nếu mà bạn mà muốn tinh chỉnh nhiều những cái nút bên con chuột này về nhiều tính năng nữa thì các bạn cần phải cài một công cụ là ROG Armory. Thì cái công cụ này là các bạn đã quá quen thuộc rồi, không chỉ chỉnh về DPI nè và còn chỉnh được rất là nhiều thứ bên trong macro, hoặc là các bạn thể chỉnh được đèn RGB và những hiệu ứng cũng như là tốc độ của cái đèn này đó. Nói chung là con chuột này nó rất là ngầu luôn, lên đèn quá đẹp. Đấy, mình tắt đèn cho bạn xem ha, ngầu như là cái bồn cầu luôn, quá đẹp. Thì bạn nào mà có bát chuột mà cũng có đèn RGB, hay là một cái dàn CPU mà có mainboard, có RAM mà cũng có đèn RGB nữa, thì gắn vô là kết hợp với công nghệ Aurasync coi như là tuyệt vời ở mặt trời luôn đó. Không cầm trên tay bạn thấy nó chiếu 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 rất là ngầu. Thì đó là con chuột ROG Pugio mới. Rồi, như vậy là mình đã trên tay nhanh cho bạn xem về mẫu chuột chơi game mới của ASUS ha. Đó là dòng chuột chơi game ROG Pugio. Nó có tổng cộng là 10 nút bấm, cũng như là nó có rất là nhiều những cái nó bật, chẳng hạn như là chúng ta có giải DPI cao nè, rồi nó có thiết kế ngầu cũng như là có đèn RGB 16,8 triệu màu cùng cái công nghệ là Aurasync. Và với giá bán mình nghĩ là dưới 2 triệu thì cũng khá là đáng để bạn quan tâm, mặc dù là rất là nhiều những cái thương hiệu game như khác hiện nay rất là nổi tiếng và cũng có những dòng chuột rất là hot luôn đó. Rồi thì bạn nào có ý kiến gì về con chuột ROG Pugio mới này thì các bạn hãy comment bên dưới video bạn ha. Rồi, xin chào các bạn.